Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh Gia Bóp Nhật tuyển chọn của mình. Hôm nay mình có lên một số mẫu dao để anh em tham khảo và lựa chọn. Thì đợt vừa rồi mình cũng mắc một ít số việc nhà nên lên clip hơi trễ. Hôm nay mình cũng tranh thủ lên một ít mẫu để cho anh em tham khảo. Và hình thức giao dịch bên mình thì anh em chuyển khoản mình bao ship. Còn anh em ship code thì đặt cọc cho mình một ít nha. Anh em cũng thông cảm, mình không có ship COD 100%. Đầu tiên mình lên mã F1. F1 là một cây Gigoto của hãng Tojiro. Cây này sử dụng thép thụy điển không rỉ, 3 lớp ốp không rỉ lõi thép thụy điển cũng không rỉ luôn. Cây này cũng còn khá đẹp. Chiều dài lưỡi của cây Gigoto này là 270, bản là 52 và dày 20 mm. Có giá là 1,5 triệu. Dao bên mình thì nếu mà dao mà đã qua sử dụng rồi thì mà đã spa và mài bén nha anh em. Anh em với việc sử dụng không có làm gì thêm hết. Còn dao mới thì không nói rồi. Bén qua anh em. Rồi tiếp theo là mã F2. F2 là cây Gyoto của hãng Sugimoto. Đây là phiên bản HM, là dòng carbon có rỉ nha. Cây này thì đã qua sử dụng nhưng còn nguyên bản. Mặt sau thì nó hơi ám một tí nè. Có mấy cái chỗ mình không có đánh nhiều nha, đánh mất chữ. Đánh thì nó cũng trắng sọc như trước thôi, nhưng mà nó cái chữ nó sẽ mờ mất. Đó. Cái này là nó dính dầu nè. Hello thấy chưa? Nó dính dầu không? Mình bôi dầu bảo quản á, mấy cái dòng carbon mình bôi dầu bảo quản. Cái mặt trước thì còn rất đẹp mà, cái mặt sau thì nó có ám nhẹ tí, ám nhẹ thôi chứ cũng không có phải rỉ rổ nhiều đâu, mà mình đánh sạch thì nó sẽ mất cái logo. Cái ghi ô tô này thì có chiều dài là 272, bản 55 và dày 2,5 mm, còn nguyên bản luôn nha anh em, không mất chút nào luôn á. Nó dòng HM Gyoto 270 thì giá mới thì đắt lắm. Mình bán cái này 2 triệu. Mã E2 F2. Tiếp theo là mã F3. Là một cây Gyoto của hãng Kesumino Damascus. Cái ánh đèn hơi chói chói. Gyoto này là Damascus và size 270 nữa. Size này thì rất đẹp. Cây Gyoto này có chiều dài là 270, bản là 50 và dày 2,5 mm. Mình bán với giá 2 triệu. Bén ngọt luôn. Cây Sugi này. Cây Sugi là rất bén luôn. Ừ.
Tiếp theo là mã F4. Mã F4 là cây D3. D3 cán Âu nhưng lưỡi vác một mặt dành cho tay phải của Sakai Toji. Cây này thì tình trạng dao là mới, chưa sử dụng nhưng không có hợp nha anh em. Cán Âu, cán nó làm hai màu đẹp. Dao mình cán nó không có lỗi đâu nha anh em. Cây nào mà cán lỗi thì mình báo. Đây, dao mới luôn. Đó, kích thước lưỡi của cây D3 là 166, bản 47 và dày 50mm. Sakatoji là hãng cũng nổi tiếng ở bên Nhật. Cây này là có giá là 2,2 triệu. Gieo mới chưa sử dụng. Tiếp theo là mã F5, làm cây Santoku của hãng Tosu. Hãng Tosu là một hãng rất nổi tiếng và chế tạo thép bên bên Nhật. Họ chế tạo thép theo cái phương pháp rèn kín nên dọc thép của họ rất là bén. Đây là mẫu đai mặt kết nha anh em. Mẫu này thì mình cũng thấy cũng trên thị trường cũng ít có. Mẫu này thì còn mới, cái cây này thì còn mới cực kỳ luôn, còn mới tới chín mấy phần trăm á, cũng hợp là khâu thì đây. Cán gỗ hồng, khâu gỗ ổn định. Cây này sử dụng lõi VG10, không rỉ. Chiều dài cây Santoku này là 180, bản 48 và dày 20mm. Cây này thì còn mới lắm anh em, mới 98-99%. Cây loại 3 là cây này sử dụng thép nguyên khối không rỉ nha anh em. Molybdenum vanadium, molybdenum steel. Dòng này đắt lắm, dòng này mới nó tới 6 triệu mấy, 7 triệu á. Mà cây này cũng mới luôn, mà thiếu cái hộp thôi. Mình bán 2,2 triệu. Đây là nguyên khối không rỉ nha. Tiếp theo là mã F6. F6 là một cây Santoku Nesiji. Cây này thì hãng mình che không có ra, nhưng mài thì thấy cái thép nó bén cực kỳ luôn. Nesiji rất đẹp. Đây là dòng thép có rỉ nha anh em, thép carbon mà mình không, nó không để mất thép, mình không biết thép gì nhưng mà mài nó rất là cứng, cầm rất là đầm tay, nó nặng. Mấy mẫu mình ốp Nesiji mà cán Âu như vậy là cũng ít. Kích thước là 166, bản rộng 44 và dày 20mm. Giá là 1,7 triệu. Theo là mẫu F7. F7 là cây Bunka đầu tròn. Dáng này hiếm gặp ở thị trường Việt Nam. Đây là mẫu Bunka đầu tròn, bản rất rộng và rất to. Đây là của hãng Dojo.
Dodo thì hãng chuyên rèn thủ công bằng tay hoàn toàn 100%. Máy anh em hay gọi là hai vạch rồi. Và đây là phiên bản họ ốp Nesiji kiểu hoa bồ công anh. Đó. Cực kỳ hiếm luôn. Anh em mua cái này sưu tầm thì không đụng hàng luôn. Vừa hiếm mà vừa chắc nha anh em. Thép thì mài cực kỳ bén luôn. Và cũng rất là cứng. Em nhìn kỹ thì sẽ thấy cái ốp Nesiji của họ. Ốp hoa bồ công anh cực kỳ sắc sảo luôn. Mẫu bun ke. Bun ke họ thiết kế mẫu bun ke đầu tròn rất đẹp. Lỗi là cây này là có rỉ nha anh em. Cây này thì cán gỗ hồng và xin khâu gỗ ổn định, còn mới mới cực kỳ. Tem này cũng còn đây. Kích thước cây bung ke này là 174, bản rộng 53 và dày 4 mm, mỏng dần ra mũi. Mình bán giá là 2,5 triệu. Cây này cực kỳ đẹp. Tiếp theo là mẫu F8. F8 thì là cây Ryoto của Teruyasu Fujiwara. Fujiwara thì đây là mình nghĩ đây là chắc là phiên bản đời trước nè. Đây đời giống như đời đầu họ khắc cái thủ công. Đó, ốp Nesiji. Ốp Nesiji cái đời này nó khác những cái đời sau này. Ốp không rỉ, lỗi thép bị trắng số 1. Teruyasu Furukawa là một nghệ nhân rất nổi tiếng ở bên Nhật. Ông chế tạo dao thì khỏi phải bàn à. Cán này là cán mình design lại nha. Cán gỗ ốp gió. Kích thước của cây Kyoto này là 177, bản rộng 46 và dày 2,5 mm. Dày mà đầm tay lắm. Mình bán nó giá là 2,7 triệu. Tiếp theo là mẫu F9 cũng của Teruyasu Furukawa. Fujiwara đời này thì họ khắc cái logo này giống nhau hết nè. Cũng ốp Nesiji nhưng mà đời sau này. Cây này thì cũng mới nguyên bản luôn. Cán thì cán sừng. Cây này thì anh em sưu tầm thì đẹp. Mà xài cũng cực kỳ ngon, rất đầm tay. Tay này nguồn nguyên bản còn mới lắm, không có một tì vết gì đâu. Cực kỳ đẹp ha. Kích thước của cây Santoku này là 180, bản rộng 52 và dày 2,2 mm. Bản 52 còn nguyên luôn nha anh em. Cây dao này là còn rất mới.
mà chỉ mài sơ tách bông nhẹ đây thôi. Mình bán với giá là 3 triệu. Tiếp chín có giá là 3 triệu nha anh em. Tiếp theo là mẫu F10. 10 là cây D3 của Sky Ichimuji Tadakuni. Ichimuji Tadakuni là một hãng hợp tác với lại nghệ nhân Tatsuo Ikeda. Đây là dao của nghệ nhân gia công nha anh em. Mẫu này thì sưu tầm này cực kỳ hiếm luôn. Nghệ nhân Tatsuo Ikeda thì nổi tiếng nằm top đầu của Nhật Bản rồi, và ông cũng đã mất rồi, nên bây giờ dao của ông thì không có còn nữa, chỉ là những sử dụng những cái cây cửa hàng còn cũ lại thôi. Dao mới của ông thì không còn đâu. Dính dầu. Kích thước cây D3 là 210, bản 56 và dày 8 mm, size 210 bự lắm nha anh em. Quá lắm. Mẫu F10 là có giá là 4,5 triệu. Da của người nhân họ gia công bén quá bén, cắt không nghe tiếng luôn. Mẫu F10 là có giá 4,5 triệu. Tiếp theo là mẫu F11. F11 là cây Ryoto của hãng Mitsuno. Cây này thì họ sử dụng thép Thụy Điển carbon. Cây này là thép Thụy Điển nguyên khối nha anh em, mà thép Thụy Điển thì đây dòng carbon có rỉ nha. Cây này thì tình trạng là gieo mới 100% nha, full box anh em. Rồng thì họ khác bằng tay nè. Kích thước cây Ryoto này là 277, bản rộng 56 và dày 2,2 mm. Trên hộp là size 270, nhưng mà đây mấy cái dòng này họ rèn thủ công nên nó 270, họ rèn thủ công nên cái nó sẽ có một cái, nó có cái số chỉnh lệch, thường là 275, cây này dài tới 277. Mã F11 là có giá 3,7 triệu. Dao mới thì không còn thấy nhiều bé. Tiếp theo là mã F12. F12 là mẫu Santoku của hãng Tsuboya, hoàn thiện Tsushima lưỡi Damascus. Cây này thì mới 100% full box nha anh em. Ốp không rỉ, lõi VG10, chán gỗ SK. Kích thước của cây Santoku này là 185, bản 45 và dày 2 mm, có giá là 2,7 triệu.
S12 có giá 2,7 triệu. Tiếp theo là mã S13. Mã S13 là cây Gigoto 240 của hãng Kikumori. Cây này cũng được hoàn thiện là Tsuchime Damascus. Họ rèn hoàn thiện phong cách Tsuchime là nó có, thứ nhất là tạo cái tính thẩm mỹ của thủ công, thứ hai là họ tạo một lớp chống dính, nên anh em sử dụng thái thịt tới rồi thái thực phẩm thì nó sẽ không bị dính thực phẩm lên trên dao. Cây này ốp không rỉ lõi VG10. À, cây này thì ghi ô tô 240 được nha, dài lắm nha anh em. Đây, Sky Kikumori VG10. Cây này thì thái thì tùy, quá ngon luôn. Chén gỗ bách ca. Kích thước của cây Gigoto này là 240, bản là 50 và dày 20 mm, có giá là 3,3 triệu. Giá rất tốt nha anh em, 240 mà họ hoàn thiện từ Tsuchime Damascus là giá này thì rất tốt. 240 đắt cực kỳ, gieo mới 100% nha anh em. Tiếp theo là mã F14. F14 là một cây Nakiri của hãng Yokosaku. Hãng này thì rèn thủ công 100% bằng tay nha anh em. Họ hoàn thiện như vậy chứ mình nhìn vào mình thấy hoàn thiện như vậy nha, chứ mà họ rèn thì là cây này họ gọi là Nakiri Yokosaku Hamed. Và họ sử dụng là lõi thép bột tốc độ cao SRS13. Thép bột tốc độ cao SRS13 thì nó có độ cứng ngang ngửa thép SR2, nhưng mà cái mức độ giữ cạnh của họ thì cao hơn, ít mỉ dâm hơn là SR2. Cây này thì được nhiều người đánh giá rất là tốt. Trước mình về ba cây bán hết rồi mà không có, bây giờ lâu nay không có hàng. Bữa nay mình về được có hai cây à, nhưng mà cũng gần hết hàng rồi hay sao á, thấy họ cũng đang giảm giá cây này, nên cây này mình cũng giảm giá cho anh em luôn. Cây này họ đang bán giảm giá nè, mà cũng hết hàng, lâu lâu mới lên một hai cây à. Cán gỗ mung, khâu gỗ ổn định, bát giác. Cây này nhiều anh em xài, người ta nói xài rất là ngon à. Ốp không rỉ, lõi thép bột tốc độ cao SRS13. Kích thước cây Nakiri này là 165, bản 51 và dày 30 mm, mỏng dần ra. Quá, cây này cắt nó êm ghê. Dầu mới. Rồi, cây Nakiri này có giá là 2,2 triệu nha anh em. Đợt trước mình về ba cây mình bán giá 2,5 triệu. Đợt này thì giá nó cũng giảm bớt. Có hai cây anh em còn tranh thủ lấy. Tiếp theo là F15. F15 là cây Santoku. Santoku của hãng Kikubongon. Hãng này thì họ rèn ốp Nasiji thủ công
rất đẹp, và đặc biệt là cây này họ sử dụng thép đi qua. Anh em tìm hiểu kỹ thì sẽ biết cái thép đi qua là cái thép bây giờ rất là hiếm, thậm chí là hiếm hơn cả thép HB40 nữa. Nó nhiều anh em đang kiếm cái dòng này, sưu tầm dòng này mà giá cũng cực kỳ cao chứ không hề rẻ nha. Thép đi qua là thép phát triển từ thép bí trắng số 1, họ phát triển tân tiến lên để thành thép đi qua, và độ cứng có thể là lên 64-65 HRC, cứng hơn cả thép xanh nữa. Mờ thế. Ubnasiji không rỉ, lỗi thép đi qua. Họ hoàn thiện khẩu sừng mà cán rất là đẹp nè. Cán họ hoàn thiện khẩu sừng, cán vân cũng rất là đẹp. Đặc biệt cây này thì họ đóng có chữ phu xe dưới cán nè. Những dòng dao mà phải gọi là dòng dao hệ cao cấp thì họ mới đóng chữ phu xe dưới cái đít cán nha. Những cái dòng Honjaki mà của những nghệ nhân nổi tiếng á, những cao cấp á, thì họ mới đóng chữ phu xe dưới đây đó, anh em để ý nha. Cực kỳ đẹp luôn, chữ khắc thì quá đẹp. Thép đi qua này anh em giờ kiếm không phải dễ đâu, độ cứng là hơn hẳn thép xanh. Cái tem này giống cái tem của thằng Fuse Chica, họ cũng thấy cái dáng cái tem này mà, nhưng mà mình không biết nha, cái này của nghệ nhân khác làm. Kích thước của cây Santoku này là 173. Cây này thấy rất dài ha, thường mình thấy 165 160, cây này 173, bản 50, dày 40 ly, ngay góc cán phút là mũi, và cầm rất là đầm, dày cứng cáp lắm. Cây này có giá là 2,2 triệu, mã F15, biến quá biến không, mã F15 có giá là 2,2 triệu nha anh em. Tình trạng là mới line new, chưa qua sử dụng. Tiếp theo là mã F16. F16 là cây Santoku của hãng Moritaka. Moritaka thì họ chỉ gia công thép xanh và thép siêu xanh thôi, và đây là phiên bản sử dụng thép siêu xanh, gọi là Aogami Super, họ viết tắt là AS. Dòng siêu xanh là họ sẽ dập chuyện như này nha anh em, logo như này, còn dòng thép xanh thì họ sẽ dập chuyện khác. Đây là họ hoàn thiện cái tang ngay đây á, là chống rỉ nè, giống như Takeda là họ gia công theo của thằng Moritaka này nè. Tại vì thằng Moritaka này nó có lịch sử và dày là trên 700 năm rồi. Họ cũng nằm trong top hàng đầu của Nhật Bản về gia công dao. Lịch sử bề dày của họ mà hơn 700 năm thì anh em biết họ có mức độ uy tín cỡ nào. Đó, họ thuyền cái tang nè. Họ thuyền chống rỉ ngay đây để mà nó không có ăn rỉ vô trong cái tang vô cái cán. Chuyện họ khắc rất là dày, rất là sâu. Bề dày lịch sử của Moritaka thì tới mấy trăm năm, hơn 700 năm, thì chất lượng của họ phải là gọi là đỉnh chứ không phải là thường. So với Takeda thì có vẻ họ không nổi tiếng bằng, nhưng mà
chất lượng thì họ chắc cũng không cũng 9-10 với lại Takeda. Cây này thì hàng lưu kho nha anh em, lưu kho chưa sử dụng chứ không phải là hàng mới 100%. Kích thước của cây Santoku này là 170, bảng 46 và dày 3 mm, mỏng dần ra mũi. Cây này xài cực kỳ ngon luôn. Biến. Siêu xanh thì có độ cứng rất cao rồi. Mã F16 là có giá là 3,5 triệu. Cắt cái cảm giác đi rất là êm, rất là ngọt. Tiếp theo là mã F17. F17 là một cây Santoku của hãng Kia, sử dụng thép HAB40. Tình trạng cây dao này thì chưa sử dụng nha anh em, hàng họ lưu kho và hàng này thì giờ bảo đảm là không có hàng mới. Mà cây này thì 99,99% rồi, cây này thì mới, chưa sử dụng. Có cái vết ém nhẹ ở đây tí xíu à. Cây này thép HAB40 thì một thép có độ cứng cực kỳ cao, lên tới 67-68 HRC. Và thép này thì cực kỳ hiếm nha, thép này thì giờ cũng không có đưa vào sản xuất dao nữa. HAB40 và ZDB189 thì sau này sẽ không đưa vào sản xuất dao, họ sẽ đưa vào sản xuất những công cụ khác. Và sau này họ sẽ phát triển những dòng thép khác để thay thế thôi, chứ cũng không có đưa thép này vào. Nên cây những cái như vậy thì bây giờ kiếm thì cũng hơi khó. Tình trạng thì mới. Kích thước cây Santoku là 180, bảng 47 và dày 2 mm. Có giá là 3 triệu. Lúc trước mình có một cây mình bán 3,2 triệu. Một cây này mình đấu rẻ hơn. Thế này thì nó quá biến à. Mẫu F mã F17 là có giá là 3 triệu. Tiếp theo là mã F19. Em lại là em mấy mã F17, mã F17 là có giá là 3 triệu. Tiếp theo là mã F18. F18 là một cây Yanagiba của hãng Mizuno, hay còn gọi là Akitada Minamoto. Cây này thì tình trạng mới 100% full box. Cây này thì anh em sử dụng để filler làm sashimi. Hãng Mizuno thì anh em tìm hiểu thì sẽ biết cái hãng họ gia công dao chất lượng như thế nào. Họ là một hãng rất là nổi tiếng ở trên thị trường Nhật Bản. Họ gia công dao là cực kỳ chất lượng. Cây này thì size 270. Khâu sừng vàng đẹp.
Kích thước cây Yanagi 3 này là có 262, bảng 34 và dày 3.8 mm, có giá là 3,5 triệu. Cây này hãng đang bán hiện tại là giá hơn 8 triệu nha anh em, 8 triệu 3, 8 triệu 4 gì đó. Nếu mà muốn anh em muốn order ở hãng về giá phải tầm đó thôi. Miyuno thì họ rất nổi tiếng về dòng dao thủ công của họ rồi. S18 có giá là 3,5 triệu. Tiếp theo là mã S19. Mã S19 là cây Sugimoto 240. Đây là phiên bản SHM nha anh em. SHM là phiên bản cao cấp nhất của hãng. Cũng là phiên bản sử dụng thép trắng nguyên khối tinh khiết nhất. Dòng này thì bây giờ phải nói là săn tìm cực kỳ khó luôn, rất nhiều anh em hỏi. Đó, nhiều anh em dặn size 240. Tình trạng cái này thì đã qua sử dụng nhưng mà còn nguyên bản luôn. Đó, có vài vết ám nữa nè. Nói chung là mấy vết ám này thì mình để mình sử dụng sau này nó lên cái lớp patina thì nó sẽ không nhìn thấy rõ nữa. Dọc thép carbon này anh em mà bào trắng hết luôn chưa chắc là đã tốt. Bào trắng hết là anh em về nó cũng ám lại. Sử dụng mà nó cũng vậy thôi. À, anh em sưu tập thì cũng vẫn được. Cây này thì còn nguyên bản luôn. Dòng SHM này bây giờ anh em mua mới thì giá nó phải nói là cực kỳ cao mà họ không có khắc chuyện logo khắc chìm như vậy đâu nha. Họ chỉ in lụa thôi. Đó, không phải là khắc chuyện kiểu chìm như giờ. Đây là mấy phiên bản đời đầu à. Mà những cái đời đầu thì chất thép của họ nó sẽ mình nghĩ sẽ tinh khiết hơn. Nó sẽ ít tạp hơn chất thép bây giờ. À, kích thước cây Gigoto này là 242, bảng 48 và dày 2.5 mm. Có giá là 4 triệu 7. Dòng SHM thì phải nói là cái dòng của họ cực kỳ cao cấp luôn. Mà kiếm cũng cực kỳ khó luôn. Rất là miếng. À, mã S19 có giá là 4 triệu 7. Tiếp theo là mã F20. F20 là một cây Vigoto của hãng Sugimoto. Đây thì là phiên bản CM là thép kháng rỉ. CM2130 thôi anh em ha. Cây này thì thép họ họ thêm thành phần chrome và molybdenum. Đó là viết tắt của chữ CM là như vậy ạ. Nên họ pha chế như thế nào thì mình không biết, họ tạo ra cái độ kháng rỉ cho dao. Thì anh em nào mà muốn sạch sẽ, ít muốn bảo quản không sử dụng dòng carbon thì đây cũng là một sự lựa chọn cho anh em. Tình trạng cái dao này thì mới chưa qua sử dụng, hộp giấy tờ cũng đầy đủ nhưng mà hộp thì hàng này chắc nó cũng đu kho này, hộp nó cũng hơi cũ cũ. Cây này mới thì nó đang bán hình như là 75.000 yên á, 14 triệu mấy, 15 triệu á. À, cây này thì mình bán chỉ có 4 triệu 9 thôi. Kích thước là 300, bản rộng 58 và dày 2.5 mm, cầm nặng lắm, chắc với 300 gram á.
thép Usagi thì khỏi phải nói luôn, thép Usagi thì chất thép cực kỳ chất lượng. Riêng hãng này họ không có sử dụng thép xanh đâu nha, nhưng mà thép của họ xài thì anh em trải nghiệm rồi mới biết được, cực kỳ bén mà cực kỳ chất lượng luôn. Máy F20 là có giá là 4,9 triệu. Giá này rất tốt nha anh em. Mình có giá này rồi cho anh em kiếm dụng vụ khác không có giá này đâu. Tiếp theo là mã F21. F21 là cây cleaver cũng của hãng Sugimoto luôn. Và đây là phiên bản chặt cleaver số 2. Đây là phiên bản chặt nha, dày tới 50 ly luôn. Sóng dao họ hoàn thiện rất đẹp mà. Họ hoàn thiện bo tròn rất đẹp luôn. Cây này thì chặt gà, vịt, heo quay, chân giò, xương sườn, cực kỳ êm luôn. Nhưng mà theo mình nghĩ nếu mà dao mới như này, đây là dao mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em, thì anh em chặt gà vịt trước, gà vịt heo quay trước. Còn anh em muốn chặt chân giò xương sườn thì góc nó lên tí xíu nữa đó, anh em chặt nó lên tí xíu nữa thì nó sẽ ổn áp hơn. Còn cây này chặt gà vịt heo quay thì quá ngon luôn, bẻ đẹp luôn. Cây này nặng tới 560 gram mà anh em, nặng lắm. Đây là mẫu chặt này. Cây này là họ khắc chuyển logo của đời trước nè, rất đẹp. Còn cái dòng sau này thì mình nghĩ thái bông thôi, dày có 3.5 mà nhẹ lắm, cái dòng này thì mới chặt được. Mình nghĩ 500 mấy gram thì chặt không có chặt nặng được, chứ mà chặt gà vịt heo quay thì xương sườn này nọ ngon. Cây này nó mình ấy dầu nha anh em, lâu dính dấu dầu á. Cây này thì mới 100%, không có một dấu gì đó, nó bị dính dầu lâu. Dính dầu cho cây này không có một dấu vết gì hết nha anh em. Kích thước của cây cleaver này là 220 bản 95 và dày 5 mm, nặng 560 gram, tình trạng là mới full box, có giá là 7,3 triệu. Mình có hai cây dao chặt full tang số 7 và số 22, nhưng mà có anh khách anh lấy hai cái đó mình cũng bán là chưa, mình chưa kịp lên video thì cũng có khách người ta lấy, nên đợt này không có mấy cái cây dao chặt đó để lên. Cây dao chặt số 22 full tang của mình là nặng hơn 1 kg, mình cũng có khách lấy rồi. Mã F21 là có giá là 7,3 triệu. Hai cây này thì hai cái này đặc biệt. Hai cái cuối cùng, hai cây này cũng hơi đặc biệt. Cây này đây là cây Santoku của hãng Ryosen. Đây là mẫu Damascus của hãng Ruisen, sử dụng thép bột tốc độ cao SG2. Anh em để ý biết nha, hãng Ruisen họ có thép VG10 và thép SG2, và hiện tại thì thép SG2 của họ không có còn gia công trên mẫu Damascus nữa. Họ chỉ có sử dụng thép SG2 cho mẫu mới của họ là Upnazisi.
Mẫu NCC của họ thì mới có thiết SG2, và mẫu Demarket của họ thì hiện tại là thiết VG10, nhưng mà giá cũng cực kỳ cao. Thì cái hãng Ryosen này á là cái hãng mà đó, anh em tìm hiểu thì biết là cái hãng này nó cực kỳ nổi tiếng, và họ gia công cũng cho vài hãng khác nữa, nhất là dòng thép Demarket SG2. Có thể như mình thêm mình nghĩ là những cái mẫu mà của Kia sử dụng thép SG2 á thì có thể là đặt gia công cho Ryosen làm. Ryosen thì họ cũng có gia công cho những hãng khác, nhưng mà chỉ gia công Demarket SG2 thôi. Thì là anh em phải để ý là cái vân thép của SG2 nó sẽ khác cái vân thép VG10 của họ. Và vân thép VG10 của họ là vân thép nó rất là bóng, họ gọi là Demarket Niken, và nó sẽ nhiều lớp thép hơn. Của họ là 60 mấy lớp thép, còn đây sẽ là 49 lớp thép. Đây là thép bột SG2 thì không còn sản xuất, và kén của dòng Ryosen mà sử dụng thép SG2 thì sẽ không có màu đen như của những dòng VG10 mới hiện tại nha anh em. Cây Santoku này là có kích thước là 180, để mình đo lại cây hai cây cuối chưa đo. Cây này thì kích thước 185 mà bản rộng 44, dày 20 mm, có giá là 4,6 triệu. Dòng này mua mới đó, nếu mà giờ anh em mua mới cũng không có, nhưng mà giá giờ mà anh em nếu mà mua lại những cửa hàng cũ á, anh em đặt lại những cửa hàng cũ thì họ bán với 4 mấy ngàn yên á, hơn 8 triệu á, có nhiều mấy á. Chứ còn mới thì giờ mới họ chỉ sản xuất Demarket VG10 thôi. Đây là mã F02, F02 có giá là 4,6 triệu. Demarket SG2, anh em mới tìm hiểu của Ryosen thì hãng giao họ cực kỳ đắt, cực kỳ chất lượng nữa. Và mã cuối cùng F23 là một cây cực kỳ đặc biệt luôn. Đây là một cây gọi là siêu phẩm đúng không? Dòng này thì giờ cực kỳ hiếm có, gieo này là của nghệ nhân. Đây là anh em cứ gõ tìm cái hãng này, Tsubaya Shigeki R2 là nó sẽ ra đó. Đây là cái gieo mới phun hợp gỗ Betty 140. Đây là phải gọi là dòng dao mà gọi là cực kỳ đắt đỏ trên thị trường, nhiều khi có tiền anh em mua cũng không có nữa. Họ sử dụng là thép bột R2 SG2, R2 là SG2 đó nha anh em. Và cái dao này phải gọi là siêu phẩm luôn, cái chữ nó quay ánh sáng nó hơi bị mờ, chữ thủ công mà khắc cực kỳ tinh xảo luôn, cực kỳ đẹp, do có vân đen mắc kết cũng hơi bị khó thấy. Và cái dao này được hoàn thiện là cực kỳ châu chuốt, cán gỗ lim sa mạc, chốt pin hoa, họ hoàn thiện. Phải nói là cái dao này của ông nghệ nhân ông hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ, và dòng dao này phải nói là rất hiếm và rất đắt đỏ nha.
Dao này trên thị trường là đắt gấp đôi của Takeshi Seiji nha. Seiji giá chỉ bằng một phân nửa của hãng này thôi. Cây này vẫn sử dụng là thép bột tốc độ cao SR2 hay còn gọi là G2. R2 hay là SG2 thì nó cũng vậy nha anh em. Anh em muốn kiếm thì anh em cứ gõ Tsubaya Shigeki R2 thì nó sẽ ra cái giá hiện tại là 20 mấy triệu một cây này nè, và ghi ô tô của họ thì có giá trên 30 triệu lận, từ 31 triệu mấy cho đến 30 35 triệu. Cây này họ đang đang bán trên 20 triệu, trên 21 triệu, nhưng mà mình không không biết chắc chắn là cái giá của họ là bây giờ có còn hàng hay không, mà mình thấy là hiện tại là không còn hàng để bán về cái mẫu này, đa số là thấy là đã hết hàng. Đấy, cái này tôi gọi là siêu biệt ti luôn, không tiện quá đẹp. Kén gỗ lim sa mạc bữa giờ nó cái bệnh bệnh giọng nó yếu quá. Kích thước của cây Việt Ti này là 142, bản rộng là 30 và dày 20 mm. Đây nó là cái này là siêu phẩm luôn, quá đẹp. Mình bán với giá là 8 triệu 7, giá chỉ bằng 40% giá mới thôi, bằng mà cây này cũng là mới luôn nha anh em, mới 100% luôn á, giá chỉ bằng 40% giá anh em order thôi, mà giờ anh em order chưa chắc có hàng. Anh em cứ tự tìm hiểu dòng này đắt gấp đôi tại cái CCG lắm, CCG chỉ bằng nửa thôi. Tám triệu bảy cho một siêu phẩm. Rồi đây là mã F23 có giá là 8 triệu 7. Rồi, đây là cũng mã cuối cùng. Anh em mua hàng thì liên hệ với cái số điện thoại mình để trên tiêu đề 0935 575 070, và đó cũng là số Zalo của mình. Anh em theo dõi kênh mình để mà xem những video tiếp theo. Chào tạm biệt anh em, cảm ơn anh em đã xem video.